Mọi người, đây là chương trình livestream buổi trưa ngày 13 tháng 4 năm 2024. Rất là xin lỗi các bạn là ngày hôm qua Minh Hải hơi bận. Cả hai khung giờ trưa và tối nhưng là không có thời gian để livestream phục vụ các bạn. Các bạn cũng yêu cầu là sẽ phải làm chương trình bạn hỏi Vlog lúc Minh Hải đáp thì cho mình gộp luôn hai chương trình lại lại. Một là mình cập nhật cho các bạn những thông tin mới nhất liên quan đến những chuyển biến trong cái hoạt động của Liên đoàn bóng đá Việt Nam để chuẩn bị cho cái chức vụ huấn luyện viên trưởng của đội tuyển quốc gia thì uh, ngày hôm qua mình có tối ngày hôm qua thì mình có thông tin cho các bạn là liên đoàn bóng đá Việt Nam đã có những cái động thái quan trọng là có thể sẽ đưa huấn luyện viên Park Hang-seo vào tầm ngắm tức là trước đây thì nó chỉ là những lời đề xuất thôi ngày hôm qua mình cũng nói thật với các bạn là mình có nhắn tin hỏi chủ tịch Trần Quốc Tuấn anh Trần Quốc Tuấn đến bây giờ vẫn chưa trả lời và mình biết được rằng là đây là một câu hỏi rất là khó để có thể nhận được câu trả lời ngay từ bây giờ nhưng mà sự im lặng nó cũng có thể là một thông tin các bạn biết rồi là nếu như người ta không có ý định Thì người ta sẽ trả lời luôn là không làm gì có chuyện đó Nhưng mà đã im lặng Điều đấy có nghĩa rằng là có thể họ đang suy nghĩ như thế thật Ngày hôm qua thì mình có nói chuyện với một gọi là một cựu công thần của bóng đá Việt Nam Một người mà có sự kết nối rất là sâu sắc với liên đoàn Cũng là người mà có một tiếng nói rất lớn về tư vấn cho liên đoàn bóng đá Việt Nam Trong cái việc là sẽ lựa chọn huấn luyện viên trưởng mới thì mình nhận được một cái thông tin rất là quan trọng đấy là huấn luyện viên Park Hang-seo đang hiện nay đang là một ứng cử viên nặng ký đấy và các bạn cũng biết là trong cái câu chuyện liên quan đến thời sự thì các bạn biết là mình phải cập nhật thường xuyên tức là cùng thì là ứng cử viên nhưng ứng cử viên nặng ký hay là chỉ đưa vào cho có thì đây là những cái sự khác biệt về mặt thông tin ngày hôm qua thì mình cũng khá là buồn khi mà tối ngày hôm qua mình chỉ làm được một cái video ngắn để mình đẩy lên một vài những cái cái hệ sinh thái của mình rất nhiều người nói là quanh đi quẩn lại cũng là chỉ là thầy park thì nó có gì mới đâu thì mình nói với các bạn là nó không phải đấy không phải là một cái tên mới nhưng cái vị thế nó đã mới hơn và mình chia sẻ với các bạn là mỗi một cái sự thay đổi nào đó cho dù là nhỏ nhất nó vẫn là thông tin thời sự và mình vẫn phải có trách nhiệm cập nhật cho các bạn hiện nay thì có khá là nhiều ứng cử viên người nhật cũng có ứng cử viên người hàn nhưng thưa với các bạn là hiện nay theo như cái tiêu chí mà liên đoàn bóng đá đặt ra thì phải nói là huấn luyện viên park hang seo là một ứng cử viên rất nặng ký còn tất nhiên là liên đoàn họ sẽ phải tính toán bởi vì dựa trên sự bàn bạc của rất nhiều người và đưa ra cái tiêu chí hiện nay huấn luyện viên park hang seo thì chỉ có một điều mình nghĩ là nó là một cái điểm trừ đấy là câu chuyện liên quan đến làm mới đội tuyển quốc gia hay là huấn luyện viên park hang seo sẽ vẫn lại xây dựng như cái cách trước đây là vẫn chơi phòng ngự phản công cái thứ hai nữa là mình nói thẳng luôn là ngay cả khi Liên đoàn bóng đá Việt Nam có ý định mời, thậm chí là đưa huấn luyện viên Park Hang-seo trở thành ứng cử viên số 1 cho cái chiếc ghế huấn luyện viên trưởng của đội tuyển quốc gia thì điều này nó vẫn chưa chắc chắn bởi vì thầy Park ai biết là thầy có đồng ý hay không. Đó. Cho nên là mình cũng muốn là sẽ cập nhật cho các bạn. Bởi vì bây giờ ấy, cái thông tin bên liên đoàn là quan trọng nhất. Nó khác với những người khác. Ví dụ như là huấn luyện viên Park Hang-seo bình thường ra thì khi được hỏi về câu chuyện liên quan đội tuyển kể cả là phóng viên người việt lẫn phóng viên người hàn mình biết là đều hỏi huấn luyện viên park hang seo về điều này nhưng ông đều không trả lời ông giữ một cái thái độ im lặng cái thái độ im lặng này thì mình hiểu theo hai nghĩa một là thầy không muốn quay lại hoặc là thứ hai là thầy không muốn là người thể hiện cái quan điểm trước cho nên là liên đoàn bóng đá việt nam và công ty quản lý thầy park sẽ phải ngồi lại với nhau nếu họ thực sự mong muốn coi cho một sự tái hợp còn nếu không thì sẽ rất là khó khăn và mình cũng muốn nói thêm với mọi người là liên đoàn bóng đá Việt Nam hiện nay ấy, họ vẫn chưa xây dựng xong tiêu chí và cũng chưa xây dựng dựng xong cái gọi là chúng ta gọi là danh sách ứng viên đấy còn các huấn luyện viên như mình đã cập nhật cho các bạn thì các ứng cử viên sẽ phải trình bày với liên đoàn bóng đá Việt Nam về cái kế hoạch cũng như là cái tầm nhìn dành cho đội tuyển quốc gia nếu như thuyết phục được chúng ta thêm yếu tố đấy nữa thì chúng ta mới có thể xếp đặt họ vào từng cái vị trí một Tức là từng vị trí trong thứ tự ưu tiên Của cái bản danh sách các ứng viên Đó thì mình cũng chia sẻ với các bạn như thế Để các bạn nắm được tình hình Mình không muốn phát triển câu chuyện này quá quá là nhiều Vì sợ rằng mọi người sẽ nói là Quanh đi quần lại có bấy nhiêu Đấy nhưng mà thông tin thời sự nó là như thế Cho nên là mình phải cập nhật cho các bạn Mình nói là có người Nhật hay không? Có người Nhật Nhưng người ta sẽ không nói đâu Đấy, Có mắc Winmost không? Có mắc Winmost Nhưng mà liệu chúng ta có liên hệ với Mark Winmost không? Thì lại là một câu chuyện khác và mình cũng đã nói với các bạn rồi là thông tin của mình đến đâu thì mình chỉ cập nhật đến đấy thôi Và mình không có nhu cầu là phải trình bày quá nhiều Kể cả là với những người nói rằng là quanh đi quẩn lại nó cũng chỉ là câu chuyện đấy chuyển chủ đề đi Mình nói là bây giờ nói về U23 rất dễ Bây giờ nói về các đội bóng V-League cũng cực kỳ dễ luôn nhưng cái thông tin mình nói là bây giờ khó lấy và bậc nhất ở bóng đá Việt Nam luôn luôn là liên quan đến cái tiêu chí cũng như là danh sách ứng viên để trở thành huấn luyện viên trưởng đội tuyển quốc gia bao giờ cũng thế đây là cái thông tin khó nhất và mình đã cập nhật cho các bạn trong suốt thời gian vừa rồi Từ cái việc là chúng ta sa thải ông Chu Xê như nào Cho đến cái việc là chúng ta xây dựng Và Liên đoàn bóng đá Việt Nam hiện nay chưa có đơn vị đứng ra Để có thể trả lương cho cho huấn luyện viên mới Cho nên là nếu như mà ký hợp đồng Thì một trong những cái, cái yếu tố quan trọng Đấy là yếu tố liên quan đến tài chính Hôm nào mình sẽ làm việc riêng về một, một bài riêng về câu chuyện tài chính Bởi vì nó không đơn giản chỉ là cái câu chuyện là trả bao nhiêu tiền lương Đấy, và nó còn có rất nhiều những cái kế hoạch nữa ví dụ như là một ông huấn luyện viên có thể là giảm rất là nhiều về cái thu nhập của ông đấy nhưng ông yêu cầu rất cao liên quan đến tổ chức tập luyện thi đấu rồi thậm chí là ông ấy còn yêu cầu là phải đá được giao hữu với những đội nào một năm phải đi dự bao nhiêu giải ví dụ như thế cái đấy nó mới là cái tốn kém đó thì mình muốn chia sẻ với các bạn như thế còn đương nhiên là về thầy ly thì hôm trước mình có cập nhật cho các bạn rồi là khi mà thầy ly sang việt nam đúng cái thời điểm mà người ta đang nói về cái câu chuyện về thầy ly thì mình có hỏi một người đã gặp và đi tức là có những cái mối quan hệ rất là thân thiết với với huấn luyện viên ly jin thì anh có nói với mình rằng là nếu như liên đoàn bóng đá việt nam mà đặt vấn đề thì khả năng rất là cao là thầy ly sẽ đồng ý đấy thì đây cũng là một cái tín hiệu rất là vui và mình cũng đã báo cho bên phía liên đoàn để liên đoàn hiểu là à cái kế hoạch này của mình là nó cũng đang có nhiều thuận lợi mình nói với các bạn như thế thôi Còn hiện nay Liên đoàn bóng đá Nhật Các mối quan hệ bên Nhật của Liên đoàn bóng đá Việt Nam đang xúc tiến rất mạnh Bởi vì nói thẳng luôn là các liên đoàn họ cũng muốn giới thiệu người của họ Để nắm giữ chức vụ huấn luyện viên trưởng của đội tuyển Việt Nam Cái này thì họ có rất là nhiều lợi thế Lợi thế là được giúp đỡ Việt Nam Thì về sau khi mà họ cần một lá phiếu nào đấy Để tổ chức một cái giải đấu nào đó Hoặc là có thể là để bầu bán những cái vị trí quan trọng của Liên đoàn bóng đá châu Á và thế giới thì có thể là họ sẽ có được cái lá phiếu của Việt Nam còn rất nhiều những cái lợi ích khác nữa cho nên là hôm nay thì trong cái phần đầu chương trình bạn hỏi vlog mình hải đáp thì mình xin phép là sẽ cập nhật cho các bạn những thông tin nó chỉ dừng đến đó thôi bây giờ thì cũng rất là khó để biết được ví dụ như là câu chuyện về tài chính thì đến khi nào mình có thể cập nhật cho các bạn là đến khi mà chúng ta đàm phán để ký hợp đồng thì chúng ta mới biết là cái lương của ông ấy là đòi bao nhiêu cộng với thêm thuế thu nhập nữa là như thế nào yêu cầu của ông ấy về đội ngũ trợ lý ra sao tổ chức tập huấn thi đấu giao hữu như thế nào Đấy thì lúc đấy chúng ta mới biết là à hóa ra là để ký hợp đồng với ông này thì không chỉ là trả lương, trả lương mà còn phải có rất nhiều những cái chi phí đi kèm. Và lúc đấy thì liên đoàn bóng đá Việt Nam sẽ đưa ra quyết định. Ví dụ như là lương mà trên 50 000 đô là liên đoàn mình nghĩ là không chịu nổi. Cho nên là sẽ phải tính toán xã hội hóa bằng cách là kêu gọi một vài tập đoàn hoặc một tập đoàn mạnh để hỗ trợ. Ví dụ như là ông Chu C thì đã có một tập đoàn đứng ra trả lương toàn bộ. Thậm chí là họ cũng đã trả lương cho ông ấy, tức là sẵn sàng trả lương cho ông ấy là 3 năm rưỡi. Đó, thì cái này là cái mà phải về sau nó phải cụ thể thì mình nói được Chứ còn bây giờ chỉ nói là đường hướng thôi thì mình nghĩ là 2 phút là hết thông tin Đó thì mình vẫn chia sẻ với các bạn như thế Mình xin được đặt ra một câu hỏi với các bạn là các bạn còn muốn mình cập nhật những cái thông tin Tức là cho dù nó là những sự thay đổi Nó là ít nhất nhỏ nhất thì mình cũng sẽ cập nhật cho các bạn về câu chuyện liên quan đến huấn viên trường hay là đợi đến khi nào mà có danh sách ứng viên chúng ta mới làm các bạn cho mình nhiều ý kiến bởi vì là mình phục vụ các bạn cho nên là mình muốn là các bạn sẽ nắm các bạn muốn như thế nào thì mình sẽ nắm được cái nhu cầu của các bạn để mình triển khai Đấy, tránh cái việc là chúng ta cứ nói một đằng thì lại bên kia lại nói một nẻo bởi vì mình khi mà mình post lên các cái hệ thống khác của mình mọi người lại cứ bảo là ở thằng này lại câu view lại suốt ngày đưa thầy park ra để câu view đối với mình thì bây giờ bất cứ một thông tin nào liên quan đến huấn luyện viên trưởng đội tuyển quốc gia nó đều hot cả và các bạn thấy là rất nhiều báo chí và mạng xã hội đã không còn thông tin nữa rồi và mình thì vẫn cố gắng cập nhật cho các bạn từng ly từng tí một thậm chí là tối ngày hôm qua về cũng khá là muộn rồi xong mình xong việc cũng khá là muộn mình lúc đấy mình định bật máy lên để mình làm đấy bởi vì là ngày hôm qua mình có một cái thông tin rất là quan trọng mình cũng đã nhắn tin cho chủ tịch và mình tin là cái, những cái thông tin như này mình sẽ lấy được rất là rất 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 là sớm cố gắng làm sao sớm nhất để phục vụ các bạn cái thứ hai nữa là mình xin được hỏi các bạn thêm một điều nữa à có một cái mà mình phải giải thích nếu không thì mình sẽ rất là uất ức <laughs> mọi người cứ nói là ngày trước thì Minh Hải uh, nói rằng là phải thay thầy, đại lúc phải thay thầy uh, đến bây giờ uh, Minh Hải cũng lại Minh Hải nói lại là phải mời lại thầy thì mình chia sẻ với các bạn luôn là cái câu chuyện này nó có nó có xung đột gì không, nó có tiền hậu bất nhất hay không thì mình chia sẻ với các bạn là không bởi vì vào thời điểm đó là thời điểm mà chúng ta đã nhìn thấy cái điểm tới hạn của bóng đá Việt Nam bây giờ chúng ta muốn đưa đội tuyển Việt Nam phát triển lên một tầm cao mới thì chúng ta bắt buộc phải thay người và cái người thay chắc chắn phải là huấn luyện viên trưởng đấy vì các bạn biết là ở vòng loại thứ ba của world cup 2022 nói thật luôn là chúng ta đá một thắng một hòa và chúng ta thua 8 trận còn lại thì đấy không phải là đội mạnh và cái quan trọng là sau 5 năm lên đỉnh cao đội tuyển của chúng ta cần phải có một cái sự thay đổi bằng một cuộc cách mạng về mặt nhân sự và chiến thuật thì chúng ta cần có một huấn luyện viên nói chung là có cái tư tưởng cách mạng mạnh hơn Thế thì tại sao thời điểm này mình lại đề xuất là mời lại thầy Ly hoặc là nếu được thầy Park thì tuyệt vời nhất. Thì xin thưa với các bạn luôn là bây giờ bóng đá Việt Nam của chúng ta trở lại cái thời nó giống như cái thời mà trước khi thầy Park đến. Và có một chương trình mình đã nói là nó đã chạm đáy rồi. Và quan điểm của mình là bây giờ nó phải hàn gắn, bây giờ nó phải là sửa sang, bây giờ nó phải là chữa trị lại những cái vấn đề của đội tuyển quốc gia để chúng ta lại trở lại được như cái thời vòng vòng loại thứ hai hay là như cái thời thường châu và Asian Cup. Thì vấn đề là gì? Khi mà chúng ta có một giấc mơ khác, chúng ta cần một người lái trưởng khác. Và bây giờ khi chúng ta đối mặt với vấn đề cũ, thì chúng ta có thể cần những người cũ để họ có thể giúp cho chúng ta chữa trị lại cái cơ thể đội tuyển quốc gia đang bị ốm đau hoặc đang bị tổn thương. Đấy cho nên mình nói là cái quan điểm của mình về vấn đề này trước sau là không thay đổi. Mình vẫn rất dân trân trọng thầy Park, mình không có vấn đề gì với thầy Park cả. Và nói thật luôn là ở đây nó bằng tất cả sự hào sảng, bằng tất cả cái sự thẳng thắn và tinh thần trách nhiệm thì mình chia sẻ với các bạn là như thế để các bạn nắm được để các bạn đừng nghĩ rằng là ở ngày hôm sáng ngày hôm nay mình đọc được một comment mình rất là tức nói là ngày xưa thì lên gối thầy xong bây giờ lại bây giờ lại muốn mời thầy trở lại rồi xuống lại lên gối thầy thôi thì mình nói với các bạn là không mình không có nhu cầu đó và mình cũng không phải là người như vậy mình luôn luôn đặt cái lợi ích của đội tuyển quốc gia lên hàng đầu và trong mỗi một giai đoạn thì chúng ta sẽ cần những con người khác nhau mình nói luôn là cùng thì là một huấn luyện viên Nhưng họ chỉ có thể phát triển lên đỉnh cao từng giai đoạn một thôi Còn về sau thì không thể ăn mày quá khứ được Ông Chu C là một trường hợp như thế Đầu những năm 2000 Ông là chuyên gia hàng đầu ở châu Á Nếu như không muốn nói là có số má trên thế giới Nhưng sang Việt Nam Sau đó hai mươi mấy năm là học ngay Cho nên mình nghĩ là đúng là người ta gọi là Cứ mỗi một người thì sẽ gặp thời Bởi vì cái thời đấy là cái thời mà nó phát huy được Cái triết lý của họ lên cao nhất đây đây là cái chia sẻ của mình để mình để mình chia để gọi là gì mình giải thích lại với mọi người để các bạn hiểu được là thằng Minh Hải nó có phải là thằng có tâm địa xấu hay không và vì sao thời gian vừa rồi mình lại mình lại muốn mời Liên đoàn bóng đá Việt Nam mời lại cái nhóm của thầy Park, có thể là thầy Park có thể là thầy ly Nhưng mình cũng đã từng nói với các bạn rồi là bóng đá Việt Nam của chúng ta nó đã nó đã quay trở lại cái thời rất là khó khăn. Và vì nó đã quay trở lại cái thời rất là khó khăn trên chúng ta bây giờ chúng ta sẽ cần những người mà giúp cho đã từng giúp chúng ta vượt qua khó khăn đó. Đó. Đấy là mình chia sẻ với các bạn như vậy. À, theo bây giờ mình lại hỏi các bạn thêm một câu nữa. Các bạn có ủng hộ cái việc là mời thầy Park hoặc thầy Ly hay không? Các bạn có ủng hộ hay không? Nếu các bạn ủng hộ các bạn đánh từ có, các bạn không ủng hộ các bạn đánh từ không. Để mình xem xem là thực sự là mình muốn trưng cầu ý kiến của mọi người. Bởi vì ngày hôm qua cũng mọi người cũng là sau khi mà mình có được cái thông tin về thầy Park Thì mình cũng có chia sẻ với một vài người Mọi người bảo là bây giờ có khi liên đoàn cũng đang ngại Không biết là mời thì thầy có nhận lời hay không Và không biết là nếu có nhận lời đi chăng nữa Thì không biết là liệu có đội tuyển Việt Nam của chúng ta có ổn hay không Nhưng cá nhân mình cho rằng là những người ủng hộ Để chúng ta mời lại thầy Park sẽ cao hơn rất nhiều Và đấy là một tiêu chí quan trọng bởi vì Liên đoàn bóng đá Việt Nam muốn hàn gắn cả cái mối quan hệ giữa đội tuyển Việt Nam và các cổ động viên. Cho nên là mình nghĩ là đây cũng là một cái giải pháp nếu chúng ta mời được thầy Park đây cũng là một giải pháp rất là tuyệt vời nhưng mà mình nghĩ là sẽ rất là khó để mời được thầy Park thứ nhất là giấc mơ của thầy đã khác rồi thứ hai nữa là các bạn nhìn thấy đống đổ nát như này mình cũng không tin là 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 chúng ta có thể mời được thầy nếu như chúng ta vẫn đang muốn cải thiện cái mục tiêu bởi vì bây giờ ấy, cái mục tiêu của chúng ta mà muốn kiểu xa hơn trước đây ấy, thì mình nghĩ là rất ít người dám nhận số lượng người ủng hộ thầy Park bây giờ đang cực đông và đấy là một cái tín hiệu rất vui cho tất cả chúng ta Mình ủng hộ Thực sự là mình mình phải nói với các bạn rất là thật là mình không dám mơ Là chúng ta có thể mời được huấn luyện viên Park Hang Seo Nhưng mà mình hy vọng rằng sẽ có thầy Lee Còn nếu mà trong trường hợp mà chúng ta không mời được thầy Park thầy Lee Thì có lẽ là chúng ta sẽ nên mời một huấn luyện viên mới tinh Chứ không phải là những huấn luyện viên đã từng làm việc ở Việt Nam rồi Đấy là cái quan điểm cá nhân của mình Tức là nếu một khi mà anh đã theo cái uh, cái tiêu chí, cái triết lý đó là thay đổi toàn diện và làm một cuộc đại cách mạng thì chúng ta bắt buộc phải sử dụng một người mới tinh, bởi vì là mình không muốn là họ có bất cứ một cái dây mơ dây má gì ở Việt Nam và họ sẽ họ sẽ hành động một cách quyết liệt, bởi vì thời gian bây giờ là thứ mà liên đoàn của đá Việt Nam đang đang không có, đấy và đấy cũng là lý do vì sao mà liên đoàn sẽ đốt cháy giai đoạn để chúng ta không cần huấn luyện viên tạm quyền nữa, Đó vũ văn viện của nó là anh hải nói nhẹ thế bây giờ mình đang nói vào các phòng xung quanh mình sợ là nó ồn làm ảnh hưởng đến người khác nên là mình xin phép các bạn nếu các bạn uh, cho là cái thông tin của mình là hay cái cách đưa tin của mình là đúng và cái quan điểm của mình về việc là mời lại thầy park nó là chuẩn thì các bạn hãy để lại cho mình một like ai chưa đăng ký các bạn nhớ đăng ký cho mình và khi đăng ký các bạn nhớ ấn vào chuông và chọn tất cả dù mình để khi mà mình có thông tin mới liên quan đến đội tuyển quốc gia liên quan đến danh sách huấn luyện viên trưởng đội tuyển quốc gia thì mình sẽ thông báo với các bạn thì lúc đấy YouTube sẽ sẽ, sẽ có thông báo đến các bạn thì là tuyển vời nhất Ok phần đầu chương trình đã kết thúc 20 phút tới mình sẽ xin phép trả lời câu hỏi của các bạn để thay cho cái chương trình bạn hỏi Vlog mình hải đáp các bạn nhé Mình rất là cảm ơn mọi người các bạn có câu hỏi gì thì các bạn đặt ra nhé mình sẽ trả lời các bạn ở phần sau còn đây nó vẫn là một sản phẩm mà mình muốn chia sẻ với các bạn chân ái của chúng ta đó là cao ba long sản phẩm hỗ trợ điều trị yếu sinh lý ở nam giới các bạn nam bị yếu sinh lý qua thời kỳ đỉnh cao hoặc bị giảm chức năng đàn ông vì bất cứ lý do gì do tuổi tác do áp lực do cơ địa thì chúng ta sẽ sử dụng cái cao ba long này nó giúp cho chúng ta kéo dài cái tuổi thanh xuân của người đàn ông và nó cũng sẽ giúp cho chúng ta kéo dài thời gian của người đàn ông và thứ hai là bây giờ chúng ta sử dụng thì về sau về già chúng ta giảm được nguy cơ bị đau xương đau cơ đau khớp giảm được nguy cơ bị thoái hóa xương loãng xương thiếu canxi giảm nguy cơ bị gãy chân gãy tay gãy xương và đây chính là cái chức năng mà những người lớn tuổi rất cần các bạn ạ và nếu trong gia đình các bạn có người lớn tuổi thì các bạn nhớ mua để giúp cho những người lớn tuổi trong gia đình của chúng ta giảm nguy cơ bị đau lưng đau xương đau cơ đau khớp giảm nguy cơ bị thoái hóa xương loãng xương thiếu canxi và giảm cái nguy cơ bị gãy chân gãy tay gãy xương các con nhỏ bị còi xương suy dinh dưỡng chậm lớn cao ba long nó sẽ giúp cho các con cải thiện cái bộ khung và về sau phát triển cả thể lực lẫn thể hình vừa to cao vừa khỏe mạnh các chị em phụ nữ cũng là những người nên sử dụng cao ba long để nó điều hòa lại nội tiết tố cho các chị em chuẩn xác về điều đặn như một chiếc đồng hồ như thời còn con gái và các chị em mới sinh con thì lưu ý trong quá trình thai kỳ bao nhiêu dưỡng chất cơ bản chúng ta truyền sang cho con chứ là khi sinh con ra xong rồi các bạn sẽ bị thiếu chất thiếu chất thì yếu thôi thứ hai là 9 tháng 10 ngày mang nặng đẻ đau chúng ta sẽ tăng cân và sau khi sinh con ra rồi thì cơ thể của chúng ta mình cứ nói toẹt ra là nó sẽ bị xô xê và bị bị rất là nhiều những vấn đề sau sinh thì cao ba long nó sẽ hỗ trợ các chị em bổ sung thêm dưỡng chất cơ bản giúp các chị em khỏe hơn nó siết lại cơ thể cho các chị em như thời còn con gái đồng thời nó điều hòa lại nội tiết tố cho chuẩn xác và điều đặn như một chiếc đồng hồ số điện thoại mình để trên logo 024 7777 8877 và website là đông á shop.vn đây là hàng chính hãng một sản phẩm không chính hãng mình đền các bạn là một tỷ và các bạn cũng hiểu là minh hải đã deal cho các bạn với cái mức giá thấp nhất mà các bạn mua được với một cái sản phẩm chính hãng như này đây là đông trùng hạ thảo giúp các bạn kéo dài tuổi thọ vì các bạn biết rồi nó có nhiều dưỡng chất dưỡng chất này bổ nhưng không béo rất tốt cho sức khỏe luôn thứ hai là nó tăng cường số lượng tế bào tốt và nó bồi đắp đến tất cả các bộ phận trên cơ thể cơ bắp luôn luôn săn chắc cơ thể luôn luôn tráng kiện nó tránh cái tình trạng là cơ bắp bị bào mòn nhưng không có cái gì bồi đắp cả thì cơ thể của chúng ta nó sẽ bị yếu và nó dựa trên một cái cơ chế là càng ngày thì cơ bắp của chúng ta nó càng bị tong teo cơ bắp tong teo là da rẻ nó sẽ nhăn nheo vừa già vừa xấu mà lại vừa yếu chúng ta đừng lựa chọn cái đấy và nó còn kích hoạt cơ chế tự hàn gắn nội thương tức là cơ thể của chúng ta ở đâu có sự đứt gậy về mặt tế bào nó sẽ nối liền cho chúng ta ở đâu mà các bạn có khối u nó sẽ nó sẽ bồi đắp cho cái khối cho cái khoảng trống mà khối u để lại hay là ở đâu có sự đứt gãy về mặt tế bào các bạn nhớ của mình nhé đứt gãy về mặt tế bào hoặc là khối u hay là trải qua ca phẫu thuật nó sẽ bịt kín lại tất cả đó cái này là cái rất là tuyệt vời thứ ba này nó mới chuẩn này các bạn này là nó tăng cường hệ miễn dịch cơ thể của chúng ta được bảo vệ bởi một cái vòng tròn miễn dịch vòng tròn miễn dịch này nó như một hệ thống phòng ngự của cơ thể bệnh tật tấn công nếu hàng phòng ngự đủ mạnh nó đẩy lùi bệnh tật nhưng cùng với thời gian sức khỏe chúng ta ra suy giảm hệ miễn dịch của chúng ta suy giảm thì bệnh tật nó sẽ tấn công và nó xé cái hệ thống phòng ngự cơ thể của chúng ta và lúc đấy nó bệnh tật nối đuôi nhau như và đi về chỗ không người như dứt điểm vào khung thành bỏ trống lúc này đông trùng hạ thảo anh sẽ phát huy này cơ thể sinh ra được một triệu kháng thể giả sử như vậy thì đông trùng hạ thảo nó sinh ra một triệu để củng cố cho chúng ta thì giống như kiểu chúng ta đang bảo vệ một khung thành bởi 11 người bây giờ được bảo vệ khung thành bởi 22 người bạn thấy tuyệt vời không đấy là cái tác dụng rất là tuyệt vời để các bác sĩ các chuyên gia luôn khuyên chúng ta nên sử dụng cho những người bị bệnh khó chữa, những người cần chế độ chăm sóc đặc biệt về sức khỏe, hoặc là những người mới ốm dậy hoặc đang bị ốm, những người mà có cái có cái hệ miễn dịch nó thấp, đấy các bạn nhé, nó cực kỳ tốt, một sản phẩm giúp các bạn sống lâu, một sản phẩm giúp các bạn sống khỏe và sống hạnh phúc. Combo này mà làm quà tặng quà biếu thì nó cứ là hết nước chấm. Số điện thoại mình để trên logo 024 7777 -8877 và website là đông á shop .vn Cảm ơn các bạn rất nhiều Các bạn có câu hỏi gì các bạn đặt ra nhé Mình sẽ cố gắng trả lời các bạn thêm được khoảng tầm 10-15 phút nữa Sau đó là mình sẽ đóng đồ à, Tối ngày hôm nay mình sẽ bay Tối ngày hôm nay mình sẽ về lại Hà Nội Kết thúc 4 ngày đi học tại thành phố Hồ Chí Minh Thực sự đây là một chuyến đi học mà mình thấy mở mang ra rất nhiều Vỡ ra rất nhiều điều Và mình hy vọng rằng tới đây nó sẽ phục vụ tốt cho công việc của mình Ok bạn Minh Huấn Văn còn nói là theo mình Minh Hải biết gì thì cứ thông báo luôn cho nóng em nói thật là sáng em em đọc mấy cái comment em cảm thấy rất là tổn thương bởi vì mọi người vẫn nghĩ rằng là ngày xưa là em em chơi xấu thầy Park mọi người không nghĩ rằng là em đang đặt một cái mục tiêu đấy là gì khi mà mình nói về thầy Park thì có thể là thầy Park nghe thầy Park có thể là cũng không không còn thiện cảm với mình hoặc là cũng đánh mất đi nhiều sự thiện cảm nhưng em cho rằng là cái mối quan hệ cá nhân sự yêu ghét cá nhân nó không bao giờ được đặt lên cao hơn cái lợi ích của tập thể mà nhất đây là đội tuyển quốc gia cho em đã cực kỳ thẳng thắn đưa ra cái quan điểm cá nhân của mình về việc đó thì mọi người lại cứ nghĩ rằng là thằng minh hải nó đã lên gối thầy mình không nghĩ là như vậy thực ra thì lúc đấy vì giấc mơ của chúng ta đã lớn hơn và chúng ta đang ngon chớn rồi chúng ta muốn thay đổi nó giống như kiểu là bây giờ ví dụ bình thường các bạn đang ở cao tốc các bạn đang đi với tốc độ rất là nhanh rồi giờ chúng ta muốn phát triển hơn thì chúng ta phải thay một ông lái xe ô tô thành một ông lái máy bay đấy nhưng mà khi mà cái máy bay đấy của chúng ta chúng ta lên máy bay nhưng mà chẳng may máy bay lại bị hỏng chúng ta lại phải quay lại thì lúc đấy chúng ta quay lại con đường cao tốc thì chúng ta lại cần có một người lái xe ô tô đấy và lái tốt ở trên cao tốc thì đấy là nó chỉ là cái mình chia sẻ với các bạn thôi để các bạn nắm được và nó cũng là cái quan điểm của mình trong câu chuyện này các bạn có đồng ý với cách giải thích đấy của mình không? bạn Hải Nguyễn có nói là cao văn long còn bán không anh còn bạn nhé, bạn bác sĩ thành công có nói là chán xem núi đá của ông Park rồi, <laughs> thực sự mà nói thì mình cũng không biết là sẽ giải thích với các bạn như thế nào nhưng mình nói là bóng đá việt nam hiện nay đang nó giống như một cái cơ cơ một cái cơ thể đang bị ốm ấy. chúng ta cần phải điều trị chúng ta cần phải chữa trị lại nó có ba cái cần phải chữa trị một là chữa trị lại giấc mơ Rằng là chúng ta có khả năng để thực hiện những giấc mơ đó Cái thứ hai là chúng ta phải làm lại cái sự tự tin cho các cầu thủ Bởi vì là sau cái thời của ông Chu Xê cả một năm chúng ta đá đâu thua đó Các cầu thủ cũng đã ít nhiều bị vơi đi mất cái cảm xúc của họ Đấy, Và các bạn cũng có thể nhìn thấy Mình nói luôn là cái áp lực của ông Chu Xê nó còn đè nặng lên đội U23 của anh Hoàng Tuấn Phan Tuấn Tài là bị chấn thương Đấy, rồi rất nhiều những vấn đề nữa anh em cầu thủ còn chấn thương còn mệt mỏi còn suy giảm phong độ suy giảm thể lực rất nhiều yếu tố nữa nó không mình nghĩ là lúc này nếu mà chúng ta không làm được cái công tác tinh thần không làm được ý chí thì sẽ rất là mệt và yếu tố thứ ba đấy là cái chiến lược chúng ta cần có một cái chiến lược để làm sao sớm nhất đưa đội tuyển quốc gia trở lại với cái guồng quay như trước đây chưa ngợi em đồng ý với quan điểm của anh Minh Hải Cảm ơn bạn rất là nhiều Mình rất rất cảm ơn các bạn xe không tốt thì đi cao tốc sao được mình đồng ý với các bạn tức là bây giờ phải có người biết sửa và biết lái đúng không bây giờ nó đang ọp ẹp thì chúng ta chạy về đường gom đường ven đường vành đai sau đó là chúng ta lên cao tốc thực ra thì đấy là cái quan điểm cá nhân của mình có nhiều cái không tiết lộ được với các bạn bởi vì nó tránh những cái câu chuyện là nói xấu nói tốt đó. rồi nói chung là có nhiều những cái vấn đề các bạn ạ ở phía sau Nguyễn Hữu Tài, nói là theo tôi thì nên cài tổ từ thượng tầng. Các bạn tất cả những cái quan điểm của các bạn đều xứng đáng được tôn trọng. Đấy, vì là nếu như bây giờ mà các bạn thật sự luôn, bạn nói là nên cập à nên, nên uh, thay đổi từ thượng tầng mình đồng ý. Nếu như bây giờ các bạn mà có những người tài giỏi hơn cái lãnh đạo của VFF bây giờ thì các bạn cứ tiến cử thôi. Mình e rằng là không có, thật sự luôn bóng đá việt nam bây giờ nó đang rơi vào một cái trạng thái mà cá nhân mình đang đánh giá nó ở mức độ nguy hiểm đấy là lứa cầu thủ của đội tuyển quốc gia bao gồm cả đội tuyển nam và đội tuyển nữ nếu như hết cái thế hệ này mình cũng chưa biết là thế hệ sau kế cận nó có đủ tốt hay không và thứ hai là thế hệ quan chức các quan chức bây giờ mà nếu mà họ nghỉ vì bất cứ một lý do gì đúng không có thể là vì tín nhiệm thấp vì là họ cũng mỏi mệt thậm chí là họ bệnh tật họ già yếu họ không làm được là chúng ta sẽ mất đi rất nhiều những sự lựa chọn mình nói luôn với các bạn là như thế cái này nó khó lắm nên nó không đơn giản cảm ơn mọi người rất là nhiều bạn quang dũng của nó là vff cần tìm một giáo án 100% châu âu và thực thi nó từ An tập và dinh dưỡng quang dũng nói câu này quá chuẩn luôn nhưng mình nghĩ là không làm được ít nhất là trong năm nay và năm sau bởi vì các bạn biết là cái kế hoạch để chúng ta hiện đại hóa một cái nền bóng đá thì chúng ta phải hiện đại hóa từ công tác đào tạo trẻ. Đấy, nhưng mà bây giờ mình nói thẳng luôn là cái kinh tế thể thao hay nói chính xác là cái kinh tế trong bóng đá của chúng ta là đang yếu. Bởi vì sau cái thời đại dịch là bây giờ các tập đoàn là yếu. Cho nên là cái cái tiền mà xã hội hóa để đầu tư cho những hoạt động thể thao nói chung và bóng đá nói riêng là thấp. Đấy các bạn thấy nhiều đội bóng bây giờ đang cố gắng duy trì. Mình biết là nhiều đội bóng đang phải đi vay tiền đấy. Đấy, nhưng mà nó cũng khó khăn, không đơn giản đâu các bạn. Thợ cúi bắp của nó là tôi thích huấn viên châu Âu hơn Đức, Ý là tốt vì họ có sự thực dụng cao cái mà Việt Nam đang thiếu. À, mình nghĩ là người Nhật cũng sẽ có những người thực dụng và cũng có những người lãng mạn, người Việt Nam cũng người thực dụng có người lãng mạn. Nhưng đúng là đúng là mình có cái 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 sự chia sẻ với các bạn về cái quan điểm và tầm nhìn là mình muốn có một huấn luyện viên thật sự là họ đến từ một cái nền bóng đá khoa học và họ tôn trọng cái giá trị về sự thực dụng. Thực dụng ở đây không phải là khô cứng, không phải là đá bẩn, không phải là cố gắng giành cái thành công bằng mọi giá. Đó, nhưng mà cái sự cái sự thực dụng của họ nó phải nằm nó phải nằm ở yếu tố hàng đầu. Mình nghĩ là một trong ba yếu tố hàng đầu của đội tuyển đấy là chơi cố gắng, tức là gọi là cái tinh thần thi đấu, tinh thần chiến đấu là phải cao. Thứ hai nữa là về chất lượng màn trình diễn là phải ổn Sau đó là chúng ta mới nói là cái thành tích phải cao Bạn TD có nói là Quan trọng là phải có tiền Có tiền thì làm gì cũng dễ hơn Nếu mà nói như thế thì chả nói làm gì Đúng không mọi người Tức là nếu mà bây giờ bạn đang nghèo Bạn ấy bảo là nếu mà có tiền thì tôi làm cái gì cũng được Nhưng vấn đề là bây giờ anh phải làm được khi mà anh không có tiền Hoặc là có một khoản tiền rất là giới hạn như vậy anh phải làm tốt nhất thì cái đấy nó mới khó chứ bây giờ lại bảo là để đội tuyển Việt Nam phát triển lên cần có thêm thêm khoảng tầm 10 người như Quang Hải 10 người như Hoàng Đức 10 người như Quế Ngọc Hải 10 người như Bùi Hoàng Việt Anh nhưng mà nói thế thì nói làm gì toàn là những cái giấc mơ nó không có thật thì bây giờ vấn đề là gì cái điều kiện thực tế của chúng ta bây giờ nó là như vậy bây giờ làm thế nào để chúng ta giải quyết được vấn đề đó nó mới khó đúng không ạ bạn uh, loi ht 7 có nói là đưa mấy cầu thủ việt nam vào phòng gym tập một năm là thể lực tốt ngay bạn hơi nhầm bạn hơi nhầm cái tập thể lực trong phòng gym với cái tập thể lực của bóng đá là khác nhau hoàn toàn mình đã từng kể cho các bạn nghe một câu chuyện về một cầu thủ ngày hồi hoặc bé thì rất là khéo sau đó là đi tập gym quá nhiều và về sau nó bị cứng và về sau bạn ấy bị ỉ mất luôn cái khả năng Đấy mình nói với các bạn là nó không đơn giản đâu Cho nên là để mà phát triển một cầu thủ Từ một cầu thủ trẻ đến một cầu thủ trưởng thành Nó không phải đơn, giản Các bạn nhìn thấy như kiểu Mohamed Salah Đâu có phải là người quá là cơ bắp đâu Đúng không? Đấy. Cái quan trọng ở đây là họ phải cân đối Ví dụ như là cái thể trạng người như của bạn là bao nhiêu cân Đấy, chỉ số in body là cơ bắp là bao nhiêu Một bữa ăn bao nhiêu protein Ăn bao nhiêu vitamin, ăn bao nhiêu ABCDZ người ta đã người ta cụ thể hóa cho từng cá nhân một, hay nói chính xác hơn là họ cá thể hóa cái thực đơn của từng người. Đấy. Vì thực tế ra ở Việt Nam có rất nhiều những cầu thủ nó bị rối loạn chuyển hóa cơ, tức là các bạn này ăn thì rất là tốt, ăn rất là tốt và ăn đủ chất đấy, nhưng ăn đủ chất đấy nó lại thải ra ngoài, nó không biến được thành cơ. Đấy, các bạn thấy nó đơn giản đâu, không đơn giản đâu các bạn ạ. mình nói với các bạn là còn rất nhiều điều mình muốn chia sẻ với mọi người rất là mong các bạn sẽ luôn luôn ủng hộ và nếu có việc gì đó mà các bạn cảm thấy chưa hiểu hoặc là gì đó thì các bạn hãy hỏi để mình giải thích để mình trả lời chứ nhiều bạn phán đoán nghe xong rồi chưa hiểu bắt đầu đã buông mồm chửi thì nói thật là em cũng rất là buồn thứ nhất là em buồn tất nhiên là em cũng đã khá quen với việc này rồi nhưng mà không ai không ai muốn phải sử dụng một cái thói quen để gồng gồng mình chống đỡ bởi vì nói thật là em em là một người mà chịu tác động khá là nhiều từ các cổ động viên bởi vì là em rất là tôn trọng các cổ động viên vì mọi người mà em làm việc đấy và nói thật luôn là cái thế hệ phóng viên như tuổi của em bây giờ là các bạn một là các bạn nghỉ làm rồi các bạn chuyển hướng rồi hai là các bạn đã làm xếp hết rồi Chứ bây giờ ra ngoài sân là không còn thằng nào mà cỡ tuổi em mà còn đi là phóng viên chiến trường Đấy, Và em vẫn đang rất là cố gắng Và cũng mong rằng là mọi người sẽ ủng hộ Mọi người sẽ có những cái lời động viên Để giúp cho em làm công việc tốt hơn Cảm ơn mọi người rất nhiều bạn song sơm single mâm có nói là mic bé quá không nghe được mấy à, bạn mở to lên hộ mình bởi vì ở đây nó đang mình sợ là nó ảnh hưởng sang những cái phòng xung quanh nó không hay bạn người vùng cao 12 có nói là Minh Hải ra 1.000 video nữa thì tuyển Việt Nam có được đi World Cup chưa? Em nói thật là em cũng không biết. Em đã từng nói với mọi người từ trước khi chúng ta đá vòng loại 2026. Em nói là nếu chúng ta mà thay đổi ngay từ thời điểm đó, tức là thời điểm kết thúc cái vòng loại World Cup 2022, thì chúng ta còn có thể kịp được cho 2030. Chứ nếu bây giờ chúng ta chưa khởi động cho một cuộc đại cách mạng, một cuộc thay đổi đến từng tế bào, thì không ăn thua. Bởi vì em nói luôn là cái tầm nhìn của chúng ta nó có đấy, nhưng mà tầm nhìn đấy chỉ là tầm nhìn suông thôi. Vì chúng ta cái tầm nhìn của chúng ta nó không nó không đi liền với hành động, cho nên là nó khó. Mình nói thật luôn các bạn như vậy. Nghe ngon mà mọi người ơi, bạn Nam Hương cảm ơn mọi người rất là nhiều. Đấy, Giang Phạm nó là nhân vô thập toàn miệng lưỡi thế gian ai mà lấy lòng được hết cả mọi người. Em cũng hiểu là như thế. Đấy, đây là bạn Phan Sơn này lại giật tít à này đấy chắc là bạn mới vào đúng không phan sơn những người như phan sơn này thì có theo các bạn này có xứng đáng để không để tước cái quyền được comment của bạn hay không thì mình xin phép bạn phan sơn nhá bạn bạn đã bị hạn chế mình không cho bạn nói nữa từ bây giờ bạn sẽ không được nói trong không gian này nữa mình không hiểu vì sao mà các bạn bị ám ảnh bởi những cái từ giật tít câu view nếu mà mình mà làm thì bây giờ mình đã làm nhiều những cái hay hơn đúng không bây giờ ví dụ mình hoàn toàn có thể làm về cái câu chuyện về tiền mình hoàn toàn có thể có thể là bây giờ mình vẫn có thể mổ được mổ xẻ được cái vấn đề liên quan đến cái thất bại của ông chu c rồi mình còn có thể đưa ra một vài những ứng viên nhưng tại sao mình lại phải vẫn giữ cho liên đoàn ví dụ như là cái ông người nhật ông người nhật đấy thì ít nhiều các bạn cũng đã biết tên rồi mình nói thẳng luôn là ít nhiều các bạn đã biết tên rồi đấy ngày hôm nay là ngày 13 đúng không Ngày 13 tháng 4 mình đã nói với các bạn là ông người Nhật này là các bạn đã biết tên rồi Nhưng bây giờ liệu chúng ta có nên tiết lộ hay không Bởi vì chúng ta tiết lộ bây giờ thì nó có thể đẩy Liên đoàn bóng đá Việt Nam vào một thế khó Là trong đàm phán có thể là chúng ta sẽ bị yếu thế đi Đấy, cho để người ta thống nhất được với nhau đã Xong xuôi đâu đấy, mọi thứ thì lại ok luôn Ok mọi người, cảm ơn mọi người rất là nhiều Đó, thì uh, hôm nay mình vẫn chia sẻ với các bạn về những chiếc áo của Vicento đây Nó có tên là President Áo President tức là áo phiên bản Tổng thống Đây là chiếc áo lụa của Nhật Bản Mềm mịn, mượt mát và không nhăn Các bạn thấy không? Mình mặc là nó không nhăn Đó, và giá của nó thì cũng lại rất là mềm luôn uh, Bình thường các bạn mua cái áo này với cái phân khúc này Thì nó rơi vào khoảng tầm trên 1 triệu nhưng bây giờ thì Vicento giảm cho các bạn xuống còn có 639.000 tức là 40% off. Các bạn được giảm 40%. Nếu các bạn mua combo 3 chiếc thì giá nó còn rẻ hơn nữa. 1 triệu 398.000 cho 3 chiếc. Và các bạn còn được tặng một cái ví da cá sấu trị giá 1 triệu 598.000. Cho dù nó là quà nhưng nếu các bạn chứng minh nó không phải là da cá sấu xịn 100%. Mình vẫn đền các bạn 1 tỷ. Ok Còn uh, vicento.vn thì đấy là cái website mà các bạn đến để, để tìm những cái mặt hàng mà các bạn cần. Tự thành lập combo Combo càng lớn giảm giá càng sâu Combo càng lớn các bạn nhận quà càng giá trị Và nếu các bạn đến 240 kim mã Thì các bạn sẽ có một quyền rất lớn Đó là các bạn được giảm giá thêm một lần nữa Số điện thoại vẫn là 0889333300 Các bạn nhớ hộ mình nhé Website là vicento.vn Còn số điện thoại mà mình nói Đấy là số điện thoại chung của cả Vicento lẫn menhao Đây là con menhao Con tuyệt phẩm menhao đây con C4 sau rất nhiều ngày các bạn chờ đợi thì nó đã về Đấy, con C4 này thì nó rất là đẹp Đấy, nó mà để trên bàn tiệc lẩu là rất là lịch sự Rồi nếu mà các bạn để ở phòng khách nó cũng cực kỳ ổn luôn Em này thì có một cái giá, à nó là 4 ổ cắm Vì nó là C4, nó là 4 ổ cắm 3 cổng sạc, 2 cổng USB và 1 cổng Type-C si. Đây là cổng sạc chậm nha các bạn nhé Nó sẽ giúp cho cái các thiết bị của các bạn nó không bị chai pin một chiếc là 339.000 Các bạn mua hai chiếc là 639.000 các bạn được giảm thêm 39 000 nữa. Nhưng mà mình khuyên các bạn là nên sử dụng con V8. Con V8 này dùng kinh tế hơn nhiều. Dây nó dài gấp đôi con dây con C4. Ổ điện của nó cũng nhiều hơn. Con C4 là có 4 ổ, con V8 này là có 8 ổ. 8 ổ cắm và 4 cổng sạc, 2 cổng USB và 2 cổng Type C. Si. Nhưng mà giá của nó thì lại mềm. Giá của nó chỉ hơn con kia có mấy chục thôi. Là các bạn mua combo 2 chiếc thì kinh tế hơn. Là 689 000 thì là hai chiếc tức là các bạn sẽ được kết nối với 28 thiết bị cho hai cho hai cái cho hai cái, cái ổ cắm dây của nó thì vẫn là dây đồng nguyên khối 3 ly chịu được tải lên đến 4.000 w mà các bạn có thể cắm hai 3 lồi lầu, lầu và ăn tẹt gà nó còn chịu được nhiệt lên 750 độ các bạn ném vào cái môi trường 750 độ nhiệt không cháy vẫn một đổi một trong vòng 6 tháng và được bảo hành lên đến 1 năm các bạn nhớ cho mình nhé đây chính là niềm tự hào Atomat các bạn đi làm đi chơi đi học hoặc là đi ngủ thì anh Atomat này anh vẫn thức để anh bảo vệ cho cái ổ cắm này nó không bị chập điện không bị cháy nổ và bảo vệ cho gia đình nhà các bạn các bạn biết bây giờ là chập điện cái cháy nổ liên quan đến điện rất là nhiều ổ cắm ổ kia các bạn thấy là cháy những chung cư mini rồi các thứ nó mang đến quá nhiều những cái hệ lụy và mình nói với các bạn là để mang lại cho các bạn sự yên tâm thì sản phẩm sử dụng nó phải an toàn An toàn ở đây là an toàn cho bố mẹ chúng ta, an toàn cho vợ con chúng ta. Và bảo vệ an toàn cái thành quả lao động, đấy là tài sản mà các bạn đã tích góp cả đời. Số điện thoại mình vẫn để trên logo 0889333300 và website là manhow.vn. Cảm ơn các bạn rất là nhiều. Các bạn đặt hàng sớm đi, thì nó sẽ được cái giá tốt nhất. Nếu không nó lại về cái giá cao thì rất là buồn. Bạn danh lê có nói là chắc chắn Bầu Đức thuyết phục được thầy Park là được. Hôm trước thì mình có nói chuyện với Bầu Đức mấy phút anh em nói chuyện qua điện thoại mấy phút mình quên mất mình không hỏi. Quên mất là không hỏi là nếu mà mời thầy Park thì anh có mời cho Liên đoàn không? Và nếu mà mời thầy Park thì liệu thầy có đồng ý không? Mình quên mất là hôm đấy là mình không không hỏi. Bóng đá lên voi xuống chó là bình thường, bạn Hoàng Cao, bạn nói một câu nó khá là dân dã nhưng mà bóng đá nó là như thế, lúc trồi lúc sụt, lúc thăng lúc giáng. Nó là như thế đấy, bóng đá nó là như vậy đấy bạn dung nguyễn có nói là tôi thấy minh hải nói đúng tầm nhìn nhưng phải hành động theo tầm nhìn nói chung là nói phải đi đôi với làm đúng rồi nếu mà mấy ông mà chỉ nói mà không làm toàn là ông lý thuyết suông hoặc là mấy ông nói phép còn nói là phải, phải đi đôi với hành động chứ còn nếu không thì chả làm gì cả đúng không giống như kiểu đi học ấy đi học nhưng mà cuối cùng là anh học chỉ học lý thuyết thôi còn lúc ra chả biết gì rất là nguy hiểm theo các bạn thì bầu Đức có thể mời được thầy Park không? Tức là nếu như bây giờ liên đoàn mà mời nhờ bầu Đức mời thầy Park thì theo các bạn là với cái uy tín và tình cảm liệu bầu Đức có mời được thầy Park không? Nếu các bạn cho rằng là bầu Đức có thì bạn đánh từ có. Để xem xem là chúng ta sẽ xử lý vấn đề này như nào. Khoa Dương nói là không thể chiều những người xấu được em ạ. À. Dạ vâng em thì thôi bây giờ cố gắng nếu mà trong hợp không ok lắm thì các bạn đấy mà có những comment xấu quá thì em sẽ em bắt buộc em phải block có nhiều người lại cứ bảo minh hải chỉ muốn nghe lời khen thôi chả muốn nghe lời chê xin lỗi là người ta vào nhà mình người ta phá nát không gian của mình xong rồi người ta cứ chửi cả bố mình lên thì theo các bạn mình có nên ngậm lại không, không mình không chấp nhận như thế đâu Cảm ơn mọi người rất nhiều Mình luôn luôn có cái ý tưởng Là phải phát triển bền vững Nhưng trong cái yêu cầu phát triển bền vững đó Nó phải có một yếu tố Đấy là tính đột biến à, Sơn Nguyễn 1976 Nói là Minh Hải thấy thời tiết ở Sài Gòn So với Hà Nội thế nào khá nóng đúng không Chúc Minh Hải có khoa học thành công Và đem đến nhiều thông tin hay trong bóng đá Việt Nam cho khán giả Cảm ơn Minh Hải à. Em cảm ơn anh Sơn Nguyễn rất là nhiều Đúng là những hôm em ở đây thì thời tiết Sài Gòn nóng thật em đi sài gòn thì rất là nhiều lần rồi nhưng mà đúng là lần này là những lần là một trong những lần mà em cảm thấy nó nắng nóng nhất nhưng với em thì bao giờ cũng thế những cái khóa học những cái kiến thức nó sẽ làm mát cho cái tâm hồn của chúng ta với mỗi một chuyến đi học như này em lại cảm thấy mình trẻ ra rất nhiều cảm thấy mình đang thiếu rất nhiều thứ và con đường học và con đường tự học tự nghiên cứu tự đào tạo bản thân nó là con đường giúp chúng ta sẽ phát triển được một cách bền vững và lâu dài chúng ta sẽ gia tăng được cái hệ giá trị cho bản thân em thì rất mong như vậy cảm ơn mọi người rất là nhiều các bạn ai chưa like các bạn nhớ like cho mình nhé ai chưa đăng ký các bạn nhớ đăng ký cho mình khi đăng ký các bạn nhớ ấn vào nút đăng ký sau đó là ấn vào cái chuông và chọn thông báo để khi nào có thông tin mới nhất liên quan đến đội tuyển quốc gia đặc biệt là liên quan đến danh sách các ứng viên của đội tuyển quốc gia em sẽ báo cáo cho mọi người ngay còn bây giờ thì em xin phép là sẽ dừng luồng live stream ở đây em xin phép là đóng máy để chuẩn bị lên đường ra sân bay em sẽ hôm nay em bay chuyến khá là muộn hơn 8 giờ tối em mới bay chứ là tối ngày hôm nay em sẽ không trả lời không lên sóng được với mọi người thì từ ngày mai là ngày chủ nhật em sẽ hứa chăm ngoan và sẽ mang đến cho mọi người những thông tin đa dạng hơn có thể từ ngày mai thì chúng ta song song với việc cập nhật thông tin liên quan đến đội tuyển quốc gia liên quan đến huấn luyện viên trưởng thì em sẽ bắt đầu làm về U23 bởi vì ngày 17 chúng ta đá rồi Chúng ta đánh đá ngày 17 đã 20 và 23 Thì từ ngày mai em bắt đầu làm về chủ đề liên quan đến U23 Cảm ơn mọi người rất nhiều à, Minh Hải lúc nào làm chương trình phỏng vấn cầu thủ Hoàng Đức Em à, sẽ làm Quang Hải, Hoàng Đức hẹn rồi Kể cả Quế Ngọc Hải em cũng hẹn rồi Hẹn nhiều lắm rồi à, Còn cả một cái hẹn với Tuấn Anh ấy. Tức là em cũng đã đề nghị đội Nam Định Là sẽ thu xếp cho em một cuộc phỏng vấn với Tuấn Anh Các bạn cứ yên tâm Em đang rất cố gắng Em đang rất cố gắng và mang đến cho mọi người những cái chương trình thật là hay Cảm ơn mọi người rất nhiều Ví dụ như là phỏng vấn chẳng hạn Bình thường bây giờ phỏng vấn được Nhưng bây giờ họ chưa tiện nói Thì em sẽ không phỏng vấn Em đợi đến khi nào họ nói hết Thì là ok Còn nếu không thì thôi Ok Cảm ơn mọi người Chúc mọi người những ngày nghỉ cuối tuần Thật nhiều niềm vui Và chúng ta hướng đến những điều tốt đẹp trong cả một tuần làm việc chúng ta không có nhiều thời gian Ngày cuối tuần chúng ta có thời gian Hãy dành nó cho bản thân mình Hãy dành cho, cho những người chúng ta thân yêu nhất Và cho những hoạt động Mà trong những ngày thường chúng ta không có thời gian để làm cảm ơn các bạn rất là nhiều bây giờ minh hải xin được kính chào tạm biệt